Avant nếu mà cái em muốn coi những cái biểu tình nó đây là anh Charlie. Charlie Camille, anh là những người thường quay video và chúng ta coi trên YouTube và sự tình giải những cái tin tức về chúng tôi. Rất là dễ thương. À, khi mà chúng ta đi được plus jamais.